Trong khi các ngành thời trang hay là công nghệ tiếp cận rất nhanh với hình thức kinh doanh qua mạng, thì cho đến nay lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp cũng mới chập chững bước vào thị trường này. Và ngày hôm qua 23 tháng 9, thì website thương mại điện tử chuyên ngành sức khỏe và làm đẹp đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức được ra mắt. Là sản phẩm của Siêu Management Group, website hoiviensin.com là hệ thống bán lẻ hội viên trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam về fitness, yoga, spa, nha khoa và thẩm mỹ viện. Trang thương mại điện tử này đang áp dụng các công nghệ và công cụ tìm kiếm thế hệ mới, cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ, cơ sở vật chất, huấn luyện viên, chuyên viên, bác sĩ và bảng giá khuyến mãi cập nhật liên tục. Quan trọng hơn, thay vì phải dò tìm các dịch vụ rải rác trên Internet hay đi khảo sát thực tế, người truy cập hoiviensin.com có thể tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ dễ dàng hơn. Bởi hệ thống này đang có lượng đối tác khá lớn với 80 thương hiệu fitness, yoga, 300 thương hiệu spa, 100 thương hiệu nha khoa và 40 thương hiệu thẩm mỹ viện. Hiện thị trường thương mại điện tử Việt Nam cũng đã có một số trang mua hàng theo nhóm, có chuyên mục kinh doanh thẻ khuyến mãi dành riêng cho lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, ông Trịnh Khắc Huy, nhà sáng lập thương hiệu Sin, chủ tịch hội đồng quản trị Sin Management Group khẳng định, hình thức kinh doanh của hội viên Sin.com có khác biệt rất lớn. Sự khác biệt của chúng tôi là chúng tôi kết nối được hệ thống và chuyên biệt về fitness, yoga, spa, nha khoa và thẩm mỹ viện hơn 500 trung tâm ở trên toàn quốc. Và đặc biệt là chúng tôi không chỉ bán một hai vài sản phẩm đang giảm giá của một vài trung tâm nào đó, mà chúng tôi bán hơn 15.000 sản phẩm của 5 cái ngành công nghiệp này tại Việt Nam. Và một cái quy định để mà tham gia hệ thống của chúng tôi thì tất cả các đối tác phải niêm yết tất cả những sản phẩm họ đang kinh doanh, chứ không phải là một gói nào đó đang giảm giá. Và đặc biệt là cái đặc điểm nổi bật của chúng tôi là chúng tôi cam kết giá tốt nhất và hoàn tiền lên đến 3 lần giá trị mua hàng. Theo khảo sát của Sin Management Group, có đến 98% các trung tâm chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại Việt Nam chưa có kênh kinh doanh trực tuyến. Và đó là lý do tiềm năng về thương mại điện tử trong ngành này còn rất lớn.